Chào mừng quý vị đang đến với phần cuối của chương trình Câu chuyện Kinh doanh. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý khi ứng dụng công nghệ để khai thác Big Data. Chào mừng anh Danh và anh Điền đã quay trở lại với chương trình. Trong phần này chúng ta sẽ nói về những cái điều cần lưu ý khi mà doanh nghiệp mình ứng dụng Big Data. Có một chuyện mà có Big Data hay không có chúng ta cũng cần phải rất là quan tâm, đó là vấn đề bảo mật. Như vậy khi mà ứng dụng Big Data rồi thì cái chuyện bảo mật nó còn càng quan trọng hơn nữa, bởi chúng ta đang xử lý một khối lượng dữ liệu rất là khổng lồ. Phải hỏi từ góc độ kỹ thuật của anh Điền, như vậy thì cái chuyện bảo mật chúng ta làm thế nào để có thể đảm bảo được chuyện này trong Big Data thì anh? Đối với góc độ kỹ thuật á, thì mình đây mình nhấn mạnh ba vấn đề chính. Cái thứ nhất á, là bản thân của dữ liệu đó cần phải được bảo mật. Ở đây có nghĩa là dữ liệu cần phải được mã hóa, cần phải được hashing hay một những cái giải thuật nào đó. Và cái việc mà mã hóa đó thì cũng cần phải, doanh nghiệp cần phải cân bằng. Tại vì trong quá trình họ phân tích dữ liệu thì cái việc mã hóa càng nhiều thì cái việc phân tích dữ liệu nó phải mất nhiều thời gian hơn. Thì doanh nghiệp cần phải cân bằng cái việc đó. Thứ hai là ngày nay thì với tốc độ tăng trưởng của dữ liệu nhiều như vậy, trước đây thì những cái cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu quan hệ thì họ đáp ứng cho cái việc lưu trữ dữ liệu và họ tập trung vào cái tính bảo mật rất là cao, và họ đã có rất là nhiều năm để trải nghiệm việc đó. Ngày nay thì sự ra đời của những cái loại cơ sở dữ liệu mới, đó là NoSQL, thì họ tập trung cho cái việc là tải dữ liệu, lưu dữ liệu một cách nhanh chóng, thì họ lại giảm tới cái việc là bảo mật. Nhưng mình cần thời gian để có thể trải nghiệm, nên trong giai đoạn mà để cho những cơ sở dữ liệu đó phát triển thì bản thân của doanh nghiệp cũng phải ý thức được, phải hiểu được cái sự bảo mật của NoSQL để áp dụng nó một cách chính xác. Cái cuối cùng là mình thấy được là cái dữ liệu và Big Data hiện nay thì được phân tán rất là nhiều trên rất là nhiều server trên Internet. Người IT cần phải cấu hình trên rất là nhiều con server. Khi cluster đã chạy ổn định và sau đó người ta cần thêm vào những cái con server mới để cho đáp ứng với nhu cầu về chịu tải hay bất kỳ gì đó, thì mình phải quan tâm về những cái phần server mới add vào để đảm bảo rằng không gây ra một cái lỗ hổng về bảo mật ở trong những cái con server mới đó. Khi bạn đã biết dữ liệu là tài sản và là nguồn tài nguyên quý giá của thế kỷ 24 này, yeah, và công ty nào cũng có giá trị vô hình bằng dữ liệu hết, thì đầu tiên chúng ta phải bảo vệ các bạn. Đối nghiệp nhỏ và vừa họ không có khả năng bảo vệ thì chúng ta phải nhờ dịch vụ thứ ba. Ví dụ bạn dùng trên nền tảng của Google, Amazon, những gì cực kỳ lớn, họ những cái lớp bảo mật cực kỳ lớn. Còn nếu ở nội bộ bạn cũng dùng trên cơ sở các doanh nghiệp nội bộ như là Viettel, các nội bộ. Và thậm chí dù bạn không có dữ liệu, bạn có thể đưa lên những nền tảng như là Amazon, cũng giá cũng rất là rẻ. Thì một trong những cơ chế bảo mật nữa là các bạn nên phải xây dựng cái lịch sử truy cập. Thì khi bạn lịch sử truy cập, bạn có chuyện gì bạn cũng truy nguồn gốc vết được. Và cái đó, đối với những nền tảng pháp lý, bạn có cơ sở để mà bạn kiện về mặt pháp lý dữ liệu đó do nội bộ mình tiết lộ hay bên ngoài thâm nhập vào. Vậy thì ngoài bảo mật cũng còn rất là nhiều cái yếu tố mà doanh nghiệp cần phải quan tâm, đặc biệt là những cái rủi ro khi mà doanh nghiệp ứng dụng Big Data. Như vậy thì anh Danh có thể chia sẻ thêm về những cái rủi ro mà doanh nghiệp cần phải lường trước được. Đầu tiên là vấn đề chúng ta sử dụng Big Data cho nhu cầu gì. Nếu mà chúng ta không gõ vấn đề đó thì cái chi phí đầu tư cũng sẽ mất đi. Một là cái scope nó vòng quá lớn, mà tôi phục vụ chỉ việc ra một cái quyết định cực kỳ nhỏ thôi, thì chúng ta phải cân bằng giữa những cái việc đó. Cái thứ hai là khi chúng ta đã tạo hết tập hợp cái thông tin này rồi thì vấn đề chính trong cái bảo mật hay tất cả những rủi ro nào là chúng ta rủi ro về mất người. Và biết một cái chuyên gia đã nắm được vấn đề này là khi mà đi qua đối thủ hay là cạnh tranh thì bạn thấy là bạn đã mất cực kỳ nhiều. Rủi ro thứ ba nữa, bạn bị cái rủi ro qua từ đánh cắp từ bên ngoài, những lỗ hổng bảo mật, những spyware nó tham gia là. Tại đằng cuối cùng là gì? Nhìn cái đống mỏ vàng dữ liệu đó mà quyết định gì mà đâu. Dạ vâng, nhưng mà cũng có một vấn đề thì anh Danh và anh Điền, tức là chúng ta không bàn cãi về cái lợi ích, cái vai trò của Big Data, nhưng mà cũng không có không ít những ý kiến trái chiều về Big Data, đó là mình đang nói về chuyện thu thập và xử lý dữ liệu mà, thì thu thập và xử lý cái dạng dữ liệu nào là chuyện đáng nói. Chẳng hạn như Google khi mà họ sử dụng những chiếc xe đi thu thập dữ liệu về về địa điểm cho Google Maps thì họ đã gặp cái sự phản đối rất gay gắt của Liên minh châu Âu EU. Như vậy thì đối với cái chuyện cái dạng dữ liệu mà chúng ta có thể hay không thể thu thập, người ta nói thứ nhất là Big Data đầu tiên nó là nói về quá khứ không, những cái đó tôi biết rồi, tương lai làm sao tôi biết. Nhưng mà bạn phải hiểu, với một cái chuyên gia về xây dựng chiến lược về Big Data tốt, họ xây dựng tính liên tục.
thì bạn không thể cắt lát và nói quá khứ gì, tương lai gì. Nhưng mà họ cái diễn ra cái hiện tại của bạn nó góp phần cho dự báo tương lai của bạn. Trước đây 3 năm trước cái taxi công nghệ vào Việt Nam, tôi nói ồ không đáng lo đâu, bao nhiêu người có smartphone, làm sao biết sử dụng cái này. Nhưng nếu giả sử chúng ta là một giám đốc công ty công nghệ về dữ liệu lớn của các taxi truyền thống, chúng ta phân tích ồ nhưng mà nó tăng trưởng cực kỳ nhanh anh, ngành trưởng cực kỳ nhanh, và hiện nay doanh số ta cũng đang cực giảm cực kỳ nhanh, chúng ta có một cái quyết định sớm liền. Thì ta chỉ biết data nó tốt hay không tốt, bạn phải xây dựng dữ liệu liên tục để bạn đánh giá nó. Ý thứ hai, ý trái chiều là thu thập những thông tin cá nhân phục vụ cho những vấn đề không tốt. Như thế thì vấn đề là khi chúng ta sử dụng dữ liệu đó, chúng ta phải có những cái tuyên bố về trách nhiệm, chúng ta phải hiểu được chúng ta sử dụng trong lĩnh vực chúng ta được phép mà không dự sử dụng chúng ta không được phép. Thế khi Google thu thập vậy, tôi nghĩ là họ phải nói những câu chuyện, họ giúp cho được những gì, họ không chia sẻ được cái gì. Đó là trách nhiệm của người sử dụng dữ liệu lớn. Tất cả cái đó nó quy về một cái môi trường, gọi là một môi trường về mặt cơ chế chính sách cho Big Data hoạt động. Thì đó là một chuyện mà chúng ta có lẽ cần thời gian để phát triển một cái hành lang pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên trong cái bối cảnh mà mọi thứ nó vẫn còn rất là mới, thì một câu cuối cùng xin hỏi anh Danh, đó là chúng ta, các doanh nghiệp chủ yếu bây giờ phải tự thân vận động thôi. Như vậy thì mình cần phải lưu ý gì khi mà ứng dụng những công nghệ khai thác Big Data thì anh? Thì đầu tiên cái nhất lưu ý nhất đầu tiên là mình phải khai thác những dữ liệu này được phép. Ví dụ mình khai thác cái tệp này, mình phải biết cái tệp người tiêu dùng này là nhu cầu của mình và được cho phép làm chuyện đó, làm nhất để mình khánh những rủi ro pháp lý. Mình sử dụng những đơn vị thứ ba như Google, Facebook thì mình coi những cái điều khoản người ta hết để mình biết mình áp dụng đúng và có gì mình chuyển giao trách nhiệm ở đây. Cái nữa là mình phải có cụ thể cái chiến lược về kinh doanh của mình, mục tiêu rõ ràng cụ thể để các phòng ban xây dựng dữ liệu từ top down, rồi IT giúp mình xây dựng từ bottom lên top rồi. Liên tục kiểm tra đánh giá, xây dựng được nền văn hóa sử dụng dữ liệu bằng cách các phòng ban phải tham gia quyết định. Vậy ngày hôm nay cạnh tranh với ba vấn đề đó, anh có tốc độ nhanh hơn, anh hiểu khách hàng nhiều hơn, anh vượt trên đối thủ, thì tất cả này thông qua dữ liệu và ra quyết định. Nhờ Big Data cho tôi biết hiện tại chúng ta phải làm cái gì để tiếp tục cạnh tranh chiến thắng trên thị trường. Và để tương lai chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn thì chúng ta phải chuẩn bị nguồn lực gì để chiếm đỉnh trong tương lai. Và Big Data là một nhà điều tra ở quá khứ, hóa tiêu cho hiện tại và nhà tiên tri cho tương lai để giúp chúng ta trả lời câu hỏi làm thế nào để thắng. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thấu đáo, sát sườn của anh Danh và anh Điền. Một lần nữa cảm ơn hai anh đã nhận lời tham gia chương trình. Và thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trao đổi với hai vị khách mời đến từ công ty tư vấn CIB là đối tác Go Partner của tập đoàn Oracle Việt Nam. Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm Big Data, làm thế nào để có thể ứng dụng các cái công nghệ, những cái mô hình để có thể thu thập, xử lý và khai thác hiệu quả Big Data, cũng như là những vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm, cần phải lường trước được những cái rủi ro, những cái thách thức khi mà ứng dụng công nghệ khai thác Big Data trong một cái môi trường mà chúng ta có thể nói là những cái hành lang pháp lý nó vẫn còn tương đối khá là mới mẻ. Đến đây thì câu chuyện kinh doanh cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.